Chào cả nhà nhé. Hôm nay đây, nhà mình lại về đây này. Được rất là nhiều các cái mẫu kéo cắt cành, tỉa xăm và các loại cưa của hãng Kabushi. Hôm nay là nên là hai mẫu này. Là mẫu kéo một cây là kéo cắt cành thương hiệu Kabushi nha các bạn nhé. Hoàn toàn làm từ công nghệ Nhật Bản. Đó, các bạn nhìn này, chữ này. Đây là một cây kéo cắt cành. Đây là cây kéo tỉa xăm nha các bạn nhé. Lâu lắm rồi hôm nay về thêm được cái bộ đôi như này. Bác nào có nhu cầu về số lượng inbox nhá, vì số lượng cũng có ít thôi. Xin giới thiệu với cả nhà nhá, hôm nay shop nhà mình về tiếp tục rất là nhiều các cái mẫu kéo cắt cành của hãng Kabushi. Đây là một cây kéo cắt cành cộng lực nhá các bạn nhá. Cây này có thể cắt được cành rất là to, khỏe, chắc. Đó, dòng kéo cắt cộng lực rất là sắc bén cho các bác. Một số bác dùng rồi rất là ưng các cái mẫu dòng cộng lực của hãng Kabushi. Hôm nay nhà mình lại tiếp tục về thêm được nhá. À, giá cả thì cực kỳ hợp lý. Bác nào có nhu cầu cứ inbox nhé.